Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách nắp SIM và cài đặt 4G trên điện thoại Gratila 4G nhé. Đầu tiên, ở màn hình chính thì chúng ta phải tắt nguồn máy trước khi mà tháo pin ra thì sẽ pin nó sẽ đỡ bị ảo và tốt nhất cho máy. Xong sau đó ở mặt dưới của máy sẽ có một cái rãnh, chúng ta cấy móng tay cậy nhẹ lên. Tiếp theo đó là chúng ta tháo củ pin ra. Ở đây có hai khe, một là khe SIM và hai là khe thẻ nhớ. Thẻ nhớ đây, SIM đây. Thẻ nhớ thì chúng ta sẽ đặt như thế này, nhìn đúng chiều nhé. Lá đồng úp xuống dưới này, mũi khuyết hướng sang về phía tay phải này. Và nhớ là phải đặt như thế này chứ không được đặt SIM luôn vào đây thì sẽ tránh trường hợp là gãy SIM hoặc là gãy cái rãnh này. Đấy, sau chúng ta đẩy lên là được. Tiếp theo đó là mình nắp pin vào. Ốp lưng vào. Sau đó là mở nguồn lên.